Khẩu hiệu của ASEAN 19 đến 2022 là ASEAN, tạm dịch là trái tim đến với trái tim, kết nối tương lai. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện cam kết tham gia cuộc thi với hai mục tiêu chính: đảm bảo thi đấu đạt kết quả cao và đóng góp vào phát triển thể thao châu Á. Trong cuộc lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam, trưởng đoàn Đặng Hà Việt nêu rõ rằng tất cả các đội tuyển thể thao Việt Nam đều đã sẵn sàng tham gia cuộc thi. Họ đặt mục tiêu cạnh tranh để giành thành tích cao nhất, từ đó khẳng định tầm quan trọng của chuyên môn thể thao Việt Nam trong khu vực. Ban tổ chức chủ nhà tại Hàng Châu, Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc tiếp đón và chăm sóc đoàn thể thao Việt Nam. Đến nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có 295 thành viên tới Trung Quốc và được sắp xếp lưu trú tại nhiều tòa nhà tại làng vận động viên cũng như các khách sạn. Tất cả điều kiện về ăn, ở đều được đảm bảo để đáp ứng yêu cầu của đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Trong cuộc thăm và động viên tại làng vận động viên Asian Games 19, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Hoàng Đạo Cương đã bày tỏ sự hy vọng và khích lệ các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực thi đấu và đạt thành tích tốt nhất để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ và lãnh đạo. Khẩu hiệu của ASEAN 19 đến 2022 là ASEAN, tạm dịch là trái tim đến với trái tim, kết nối tương lai. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện cam kết tham gia cuộc thi với hai mục tiêu chính: đảm bảo thi đấu đạt kết quả cao và đóng góp vào phát triển thể thao châu Á. Trong cuộc lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam, trưởng đoàn Đặng Hà Việt nêu rõ rằng tất cả các đội tuyển thể thao Việt Nam đều đã sẵn sàng tham gia cuộc thi. Họ đặt mục tiêu cạnh tranh để giành thành tích cao nhất, từ đó khẳng định tầm quan trọng của chuyên môn thể thao Việt Nam trong khu vực. Ban tổ chức chủ nhà tại Hàng Châu, Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc tiếp đón và chăm sóc đoàn thể thao Việt Nam. Đến nay, đoàn thể thao Việt Nam đã có 295 thành viên tới Trung Quốc và được sắp xếp lưu trú tại nhiều tòa nhà tại làng vận động viên cũng như các khách sạn. Tất cả điều kiện về ăn, ở đều được đảm bảo để đáp ứng yêu cầu của đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Trong cuộc thăm và động viên tại làng vận động viên Asian Games 19, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Hoàng Đạo Cương đã bày tỏ sự hy vọng và khích lệ các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam nỗ lực thi đấu và đạt thành tích tốt nhất để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ và lãnh đạo. Đặt mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 là giành từ 2 tháng 5 huy chương vàng. Ông Trần Đức Phấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết rằng mục tiêu này phù hợp với thể thao Việt Nam và đòi hỏi sự nỗ lực từ các vận động viên. Ông Phấn nhấn mạnh việc đưa ra chỉ tiêu này dựa trên khả năng thực tế của các vận động viên và các nội dung thi đấu có thể đạt được huy chương vàng. Lễ khai mạc ASEAN 19 dự kiến diễn ra vào tối 23 tháng 9 tại sân vận động chính của Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, Trung Quốc và sẽ không có bắn pháo hoa truyền thống để bảo vệ môi trường, thay vào đó sẽ có màn trình diễn pháo hoa bằng đèn LED và hiện thực ảo đặc sắc về lịch sử và văn hóa của Hàng Châu và Chiết Giang.